Xin kính chào quý vị. Như vậy là thời gian trôi đi rất nhanh và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đấu Trường 100. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại người chơi chính chúng ta, bạn Thu Hà và 38 người cùng chơi. Trong chương trình kỳ trước thì hẳn quý vị còn nhớ là người chơi chính chúng ta đã cùng cuộc thi đấu có thể nói là rất dễ dàng với sự trợ giúp của những người cùng chơi. Ngày hôm nay thì người chơi chính đã có mặt, 38 người cùng chơi đã có mặt, nhưng chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tất cả 100 người chơi có mặt tại trường quay. Cảm ơn quý vị và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón sự trở lại của người chơi chính chúng ta, bạn Thu Hà. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình truyền hình. Xin chào MC Thái Tuấn và 100 người cùng chơi. Mình xin tự giới thiệu lại, mình tên là Thu Hà. Hiện nay mình 24 tuổi và đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn American Eye Center. Mình rất vui vì ngày hôm nay lại được quay trở lại Đấu Trường 100 để tiếp tục thi đấu với những người cùng chơi tuần trước của đang thi đấu với mình. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn như tuần trước. Phải nói là chúng ta đã hiểu nhau rất rõ đúng không ạ? Và bạn cũng hiểu những người cùng chơi rất rõ trong chương trình kỳ trước. Họ thật sự tốt bụng mà, rất tốt bụng. Họ muốn người chơi chính chúng ta thi đấu phải nói là càng tự tin càng tốt. Và họ đã làm được điều đó. Bạn loại bỏ được rất nhiều người chơi. Có về mình một số tiền thưởng nhất định ở trong tay đúng không ạ? 10 triệu đồng. Nhưng mà với quyết tâm của bạn thì ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau. Một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi thì bạn có được ai đó chia sẻ kinh nghiệm là làm thế nào để có thể thi đấu tốt hơn nữa trong Đấu Trường 100, đặc biệt là ngày hôm nay khi mà chúng ta đứng trước một áp lực rất lớn khi mà chúng ta đã vượt mốc là chia tiền thưởng cho những người cùng chơi. Sau khi em trở về từ chương trình tuần trước thì có rất là nhiều người chia sẻ là em nên bình tĩnh và quan sát người chơi nhiều hơn để xem là họ có thật sự là chia sẻ thật lòng với em hay không, hay là chỉ là gài em để mà chia tiền thưởng. Vâng, xin được hỏi là trong cuộc đời bạn thì bạn đã có bao giờ quan sát kỹ những cái đối tượng mà bạn chú ý không? Có bao giờ bị gài chưa? Dạ, thật ra thì cũng có bị gài vài lần rồi ạ. Có nguy hiểm lắm không? Mức độ nguy hiểm thì cũng chưa gọi là nguy hiểm lắm. Kết quả thì cũng chưa có vấn đề gì cả. Dạ, chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Hy vọng là ngày hôm nay cũng thế. Vâng, thực ra thì người ta cũng nói rồi, ai nên khôn trở dại đôi lần đúng không? Không có vấn đề gì cả. Ngày hôm trước thì chúng ta thấy họ dễ thương như vậy, nhưng ngày hôm nay thì chúng ta phải chú ý một chút, bởi vì cuộc chiến đấu căng thẳng hơn rồi. Bây giờ thì chúng tôi rất muốn bạn, tuy là nó căng thẳng hơn một chút, nhưng chúng ta vẫn cứ phải thoải mái, có được sự tự tin thì chương trình kỳ trước để ngày hôm nay chúng ta sẽ khởi đầu thành công. Bạn đồng ý chưa? Dạ, em đồng ý. 38 người cùng chơi ạ. Vâng. Và chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 38 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Loài cá nào được mệnh danh là kẻ du ca của đại dương? Cá voi xanh, cá đuối hay cá mập? Những người cùng chơi, xin mời trả lời câu hỏi. Một câu hỏi có lẽ là cũng không quá khó khăn đúng không ạ? Nếu chúng ta chưa biết, chúng ta có thể suy luận, loại trừ những phương án chúng ta cho là chưa đúng và chúng ta có thể hoàn toàn trả lời chính xác câu hỏi này. Những người cùng chơi cảm thấy rất thoải mái ở câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay. Với bạn thì sao? Em cũng có những cái suy nghĩ của riêng mình. Kẻ du ca của đại dương thì cá mập thì không thể nào là kẻ du ca được, tại vì là đó là hung thần của đại dương rồi. Cá đuối và cá voi xanh, ngày xưa thì em có xem phim Cô Gái Đại Dương và thấy diễn viên chính trong đó rất là thân thiết với cá voi và phát ra những cái âm thanh rất là đặc biệt. Em nghĩ là đáp án A. Em xin chọn đáp án A. Người chơi chính chúng ta đã đưa ra quyết định ngày hôm nay thì có lẽ là không nhìn quá nhiều vào mắt những người cùng chơi nữa, rất nhanh chóng đó. Và chúng ta cùng chờ xem là sự lựa chọn của bạn Thu Hà liệu có chính xác.
Rihanna là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Con cá voi xanh nó có một cái điều đặc biệt, nó chính là cái động vật lớn nhất, đúng không? Con lớn thì nó có thể đạt tới cái mức độ là 150 tới 190 tấn cơ. Và nó bơi rất là xa. Và khi bơi thì nó luôn luôn phát ra cái âm thanh cùng với tần số là khoảng từ 14 đến 15 Hz. Và để mà có thể giao lưu với nhau. Và cũng chính vì thế mà người ta gọi nó là loài cá mệnh danh là kẻ du ca của đại dương. Và cứ như là nó hát một cái bản nhạc như vậy. Và con cá đuối thì nó ăn ở tầng thấp, đúng không ạ? Rất là thấp. Còn cá mập thì đúng là một hung thần của đại dương rồi. Ngày hôm nay vui quá, chúng ta lại gặp một loài cá rất hiền. Khởi đầu chương trình tương đối thành công. Và nó sẽ thành công hơn nữa nếu như có ai đó lại tiếp tục giúp bạn nâng cao điểm số của mình khi trả lời sai câu hỏi này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Cũng có những người trả lời sai. Hai người trả lời sai và 36 người trả lời đúng. Như vậy là chúng ta hoàn toàn yên tâm. Chúng ta vẫn giữ nguyên mức tiền thưởng 10 triệu đồng từ ban tổ chức của Đấu Trường 100. Phía trước chúng ta là 36 đối thủ. Mọi thứ dường như chưa có gì thay đổi nhiều, đúng không ạ? Cho dù thì những người cùng chơi chúng ta ngày hôm nay quyết tâm hơn rất nhiều. Và bạn thì bạn có quyết tâm bởi vì ba sự trợ giúp bạn vẫn chưa dùng tới. Và bạn sẽ nói với chúng tôi. Dạ, em đấu tiếp ạ. Vâng. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 36 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Thành phố nào ở Thổ Nhĩ Kỳ là thành phố nửa Âu, nửa Á? A. Ankara. B. Istanbul. Hay C. Izmir. Những người cùng chơi, xin mời trả lời câu hỏi. Đất nước Thổ Nhĩ Kỳ thì hầu như chúng ta đều biết, đúng không ạ? Đó là đất nước phải có các nền văn hóa pha trộn giữa Âu và Á. Và đó là đất nước nằm vắt giữa hai châu lục Á-Âu, đúng không ạ? Quan trọng ở đây là thành phố nào của đất nước đó là thành phố nửa Âu, nửa Á. Chúng ta phải xác định. Thành phố nào ở Thổ Nhĩ Kỳ là thành phố nửa Âu, nửa Á? Hiện nay mốc tiền thưởng về là 10 triệu. Và những người cùng chơi nghĩ là câu nào ạ? Câu nào ạ? Thật ra thì em không có dữ liệu nào về câu này. Chúng ta có ba quyền trợ giúp ở trong tay, đó là tin người chơi, khảo sát người chơi hoặc hỏi người chơi. Cũng rất có thể ở thời điểm như thế này, những người cùng chơi rất xuất sắc của chúng ta sẽ trả lời đúng. Liệu chúng ta có thể tin họ? Có lẽ là em sẽ sử dụng một trong ba quyền trợ giúp của em. Vâng. Em xin sử dụng quyền tin người chơi. Vâng, tin người chơi. Những người chơi cảm ơn bạn. Vâng. Và đó là một lựa chọn tương đối mạo hiểm một chút, nhưng mà bạn đã đặt niềm tin tưởng vào chính họ. Và bây giờ thì hãy chờ xem là đa phần trong số 36 người cùng chơi chúng ta lựa chọn đâu là câu trả lời câu hỏi này. Có tới 29 người chơi chúng ta lựa chọn Istanbul, phương án B là câu trả lời trong tổng số 36 người chơi. Và đó cũng chính là đáp án của bạn Thu Hà. Và bây giờ thì bạn Thu Hà và 29 người cùng chơi chúng ta rất hồi hộp chờ xem liệu tất cả chúng ta có chính xác. Phương án B là câu trả lời đúng. Rất cảm ơn người chơi. Vâng. Có một thông tin thêm cho bạn là Istanbul làm thành phố nửa Âu, nửa Á. Nó là cố đô của Thổ Nhĩ Kỳ. Và thực tế mà nói thì đến hiện nay thì đó là một cái thành phố sầm uất nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Ở đó thì có rất là nhiều cái nét văn hóa pha trộn cũng như có rất là nhiều thứ đáng để chúng ta có thể tới để tham quan. Và rất tuyệt vời. Như vậy là người chơi chính chúng ta đặt niềm tin đúng chỗ.
Bạn mất đi một cái phần trợ giúp, nhưng đó điều đó thì giúp cho bạn cảm thấy yên lòng hơn, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta hãy xem chính xác là có bao nhiêu người trả lời sai ở câu hỏi này để giúp cho người chơi chính chúng ta liệu có thể tiếp tục nâng cao được mức thưởng của mình. Bạn có 15 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của đấu trường 100. Như vậy là có 7 người trả lời sai và 29 người trả lời đúng. Bạn có 15 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của đấu trường 100. Cảm ơn anh. Mức thưởng được nâng lên từ 10 thành 15 triệu. Và bây giờ nếu chúng ta cố gắng đi tiếp thì chúng ta sẽ nâng mức thưởng từ 15 triệu lên thành 20 triệu đồng. Bạn có trong tay hai quyền trợ giúp quan trọng và suy nghĩ của bạn. Em người chơi ngày hôm nay rất là dễ thương ạ. Vâng. Em quyết định đấu tiếp. Vâng. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 29 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau: quân xâm lược nhà Tống đã mấy lần chiến bại ở nước ta? 1, 2 hay 3 lần? 29 người cùng chơi, xin mời trả lời câu hỏi. Rồi ạ, quay ngược trở lại với lịch sử hào hùng của dân tộc ta, đúng không ạ? Trong cuộc chiến mà 1.000 năm chống quân xâm lược phương Bắc thì chúng ta đã có rất nhiều cái chiến công hiển hách, đúng không ạ? Để gìn giữ và xây dựng đất nước. Bây giờ điều quan trọng với người chơi chính chúng ta, sau khi những người cùng chơi đã đưa ra lựa chọn của mình, thì bạn phải xác định xem là quân xâm lược nhà Tống đã mấy lần chiến bại nước ta. Quân xâm lược nhà Tống đã mấy lần chiến bại nước ta? Em có một chút kiến thức về lịch sử. Vâng. Mà em, các bạn cùng chơi nghĩ là đáp án nào ạ? À? Em có nghe một bạn nhá, C, B, một người nhá. Mười lăm triệu và hai quyền trợ giúp. Em xin sử dụng nốt quyền trợ giúp thứ hai. Dạ. Là khảo sát người chơi. Khảo sát người chơi, có lẽ bạn nên làm như vậy. Vâng. Bởi vì ở đấu trường 100, trả lời sai một câu hỏi có nghĩa là chúng ta sẽ bị mất hết, đúng không ạ? Với người chơi chính. Bạn muốn khảo sát phương án nào? Vẫn là phương án em lựa chọn. Phương án B. B. Vâng. Người chơi chính chúng ta, bạn Thu Hà, quyết định dùng quyền trợ giúp từ chương trình khảo sát người chơi. Và phương án mà bạn muốn khảo sát đó là phương án B. Chúng tôi sẽ cho người chơi chính biết là có bao nhiêu người có sự lựa chọn phương án B ở câu hỏi này. Có 11 người trong tổng số 29 người chơi chúng ta lựa chọn phương án B là câu trả lời. Em nghĩ là phương án C là phương án cuối cùng của em. Người chơi chính chúng ta sau khi dùng quyền khảo sát người chơi thì có lẽ là chúng tôi nghĩ rằng là trong tâm tưởng của bạn, đúng không ạ? Bạn muốn giữ lại cái quyền hỏi người chơi để có thể bước tiếp đến chặng đường khó khăn ở phía trước. Và rõ ràng những đối thủ phía trước chúng ta là những đối thủ hết sức khó khăn, đúng không ạ? Bạn đã lựa chọn phương án C là câu trả lời sau khi sử dụng quyền khảo sát người chơi. Hơi hồi hộp một chút, chúng ta chờ xem là sự lựa chọn của người chơi chính và những người cùng chơi của chúng ta, một số người cùng chơi, liệu có chính xác. Quân xâm lược nhà Tống đã 2 lần chiến bại ở nước ta, không phải là 3 lần. Lần 1 thì năm 1981 thì Lê Hoàn phá Tống ở sông Bạch Đằng và ải Chi Lăng.
Và lần 2 năm 1077 và thì Lý Thường Kiệt đã phá quân xâm lược nhà Tống ở trên sông Như Nguyệt. Chúng ta đã có những cái phương án lựa chọn nhất định đúng không ạ? Nhưng mà rồi cuối cùng thì chúng ta lại không thành công. Bây giờ thì bạn đem lại niềm vui cho rất nhiều người cùng chơi của chúng ta. Hãy chờ xem là chính xác là có bao nhiêu người cùng chơi chúng ta có được niềm vui từ người chơi chính chúng ta, bạn Thu Hà. Rất nhiều người trả lời sai, thật đáng tiếc. Và mức thưởng của chúng ta là gần mốc. Mười tám người trả lời sai và chỉ có 11 người trả lời đúng. Và bây giờ thì bạn có thể chia sẻ một chút với quý vị khán giả xem truyền hình và những người cùng chơi. Ngày hôm nay mình được tham gia chương trình Đấu Trường 100 với tư cách là người chơi chính. Riêng bản thân mình cảm thấy là rất là may mắn rồi. Mình hy vọng là những người chơi chính tiếp theo sẽ may mắn hơn mình. Xin chúc mừng 11 người cùng chơi còn lại ạ. Thực tế mà nói thì trong suốt hai trình thi đấu thì chúng ta bị cuốn hút vào cuộc thi đấu nhiều quá đúng không? Chưa có dịp trải nghiệm để nói thêm về cái công việc của bạn cũng như cuộc sống của bạn. Quan trọng là bạn đã đem lại niềm vui cho những người cùng chơi. Và bạn đã có cách thi đấu của riêng mình rất ấn tượng, chúng tôi nghĩ là như vậy. Chúc mừng bạn vì điều đó và cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến với chương trình. Cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta nói lời chia tay người chơi chính chúng ta, bạn Thu Hà, và chúc mừng một lần nữa 11 người cùng chơi chúng ta. 11 người cùng chơi đã được chia số tiền thưởng mà người chơi chính tích lũy được là 15 triệu đồng. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón người chơi chính tiếp theo, anh Lê Văn Việt. Xin trân trọng kính chào anh Thái Tuấn. Xin trân trọng kính chào tất cả các bạn cùng chơi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Văn Việt. Năm nay tôi 44 tuổi. Tôi đến từ thành phố biển Vũng Tàu. Hiện nay tôi đang công tác tại công ty cổ phần đầu tư Vạn Phúc Gia, số 1 Trần Khánh Dư, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi đến đây với sân chơi này, tôi có một mong muốn rằng tôi và các bạn cùng chơi để tạo nên một không khí vui chơi vui vẻ để đem lại cho khán giả truyền hình một đêm giải trí thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều vì cái mục tiêu của người chơi chính chúng ta, anh Việt, là đem lại cho quý vị khán giả xem truyền hình một cái không khí thật là thoải mái đó ạ. Và bây giờ để giúp cho anh có thể thực sự cảm thấy thoải mái hơn để đóng góp vào một không khí tuyệt vời cho Đấu Trường 100 thì chúng tôi giới thiệu rất nhanh luật của chương trình. Anh là người trả lời những câu hỏi sau khi những người cùng chơi chúng ta đưa ra phương án lựa chọn đúng không ạ? Dạ. Họ có ít thời gian, còn anh thì có nhiều thời gian hơn như thế để suy nghĩ. Nếu anh vượt qua đến người chơi trong chúng ta và anh vượt qua tất cả 100 người cùng chơi thì anh sẽ nhận về mình một mức thưởng cao nhất, đó là 80 triệu đồng tiền thưởng từ Đấu Trường 100. Ngoài ra trong suốt quá trình thi đấu thì anh có 3 cái quyền trợ giúp hết sức quan trọng từ chương trình, đó là tin người chơi, khảo sát người chơi hoặc hỏi người chơi. Anh có thể dừng nó bất kỳ lúc nào. Và điều quan trọng nhất trong Đấu Trường 100 lần này là nếu cảm thấy quá căng thẳng, chúng ta có thể dừng cuộc đấu để nhận được mức tiền thưởng để đi về. Nhưng hy vọng là ngày hôm nay thì anh sẽ làm được tốt hơn như vậy. Và bây giờ thì sau khi nghe chúng tôi phổ biến luật thì anh sẽ nói với chúng tôi là anh đã sẵn sàng để chúng ta có thể bắt đầu được chương trình. Dạ, tôi đã sẵn sàng. Vâng, 100 người cùng chơi ạ. Vâng. Chúng ta bắt đầu cuộc đấu của người chơi chính và 100 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau: bệnh nào sau đây lây truyền bằng đường máu? Viêm gan siêu vi, virus, lao phổi hay dịch tả? 110 cùng chơi, xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những người cùng chơi chúng ta đã trả lời xong rồi câu hỏi này. Một câu hỏi có lẽ không quá khó khăn đâu ạ. Có thời gian thì chúng ta có thể vượt qua nó. Anh nghĩ sao? Theo như câu hỏi ban đầu này á, thì tôi loại trừ phương án B và phương án C. Vì theo tôi biết, lao phổi thì lao qua đường không khí. Còn dịch tả thì lao lây qua đường gọi là nước và ăn uống.
Còn viêm gan siêu vi B là virus thì lây qua đường máu. Nhưng mà cái này thì tôi muốn hỏi người chơi ngay ban đầu xem có bao nhiêu người đồng tình với tôi và muốn biết rằng tôi có thể tiếp thắng được bao nhiêu người. Chắc câu này tôi không loại được ai. Và tôi xin chuyển sang Ghana. Người chơi chính chúng ta, anh Lê Văn Việt đã đưa ra sự lựa chọn. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi đáp án chính xác từ chương trình. Ghana là câu trả lời đúng, chắc chắn là như vậy. Và trước đó thì anh đã có dự đoán là anh không loại bỏ được ai cả. Hãy cùng chờ xem là dự đoán người chơi chính chúng ta liệu có chính xác. Đó là một dự đoán rất chính xác. Xin chúc mừng 100 người cùng chơi. Không ai trả lời sai ở câu hỏi này. Tất cả chúng ta sẽ trở lại từ đầu đúng không? Trở lại từ đầu. Vâng, rất tuyệt vời. Như vậy là phải nói là những người chơi của chúng ta, những người cùng chơi chúng ta có một kiến thức rất là tốt đúng không? Và đặc biệt là về cái lĩnh vực sức khỏe, y tế đúng không? Và điều đó là điều hết sức quan trọng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu chứ ạ? Dạ, tiếp tục anh. Vâng, chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 100 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Quốc gia nào đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới? Mỹ, Liên Xô cũ hay Anh? 100 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Gagarin là người đầu tiên đi vào du hành vào vũ trụ, là người của Liên Xô cũ. Thì cái này thì tôi biết. Nhưng về cái vấn đề mà tôi đang phân vân một chút xíu. Tôi xin quyết định chọn phương án B. Người chơi chính chúng ta, anh Lê Văn Việt đã quyết định đưa ra sự lựa chọn của mình. Cân nhắc một chút thôi đúng không? Và bây giờ thì chúng ta chờ đợi đáp án chính xác từ chương trình. Phương án B là câu trả lời đúng. Chúc mừng anh. Chúc mừng đa số những người cùng chơi của chúng ta. Họ là những người chơi rất tuyệt vời. Vâng. Chính Liên Xô cũ là quốc gia đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Vâng. Dạ. Điều hết sức quan trọng là một câu hỏi như thế này thì hy vọng của người chơi chính chúng ta sẽ là loại bỏ được ai đó trong số 100 người cùng chơi. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đã có những người trả lời sai. Chỉ có 3 người trả lời sai mà thôi, 97 người trả lời đúng. Vâng, và chúng ta chưa có được mức tiền thưởng nào từ đấu trường 100 cả. Nhưng điều quan trọng là anh đã có một khởi đầu bắt đầu suôn sẻ hơn một chút rồi. Và anh chú ý là phía trước của chúng ta là những người cùng chơi thi đấu rất xuất sắc, đúng không ạ? Vâng, và anh sẽ nói với chúng tôi. Tôi xin được đấu tiếp ạ. Vâng. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 97 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Theo lý thuyết, một đôi chuột sau 3 năm sẽ sản sinh ra một đàn chuột khoảng bao nhiêu con? Khoảng 5 triệu con. Khoảng 10 triệu con. Hay khoảng 20 triệu con? 97 người cùng chơi, xin mời trả lời câu hỏi. Một câu hỏi rất là câu hỏi này thực ạ? Sự là và khó khăn. Vâng. Vì cái ước khoảng mà một đôi chuột sanh ra một trong một năm bao nhiêu con trong 3 năm về chuột thì mang thai nó ngắn mà theo cấp số nhân lại mẹ đẻ lại con, tức là chuột mẹ đẻ chuột con rồi chuột con lại đẻ.
Vâng. Thì cái này tôi xin phép hỏi. Vâng. Tức là hỏi ý kiến người chơi. Dạ vâng. Theo các bạn thì chọn phương án nào ạ? C. 1 năm ấy 20 triệu con, 3 năm 20 triệu con, tức là 1 năm là 7, hơn 7 triệu con. Có lẽ là cũng chưa cần dùng tới cái quyền trợ giúp nào từ chương trình đâu. Thì anh có thể đưa ra sự lựa chọn của mình. Chắc là tôi tự quyết định theo cái số đông. Vâng. Đáp án C phải không ạ? B. B, C. Tôi xin chọn phương án C. Sau khi người chơi trình chúng ta anh Lê Văn Việt đưa ra sự dự đoán thì rất nhiều người cùng chơi đã vỗ tay. Điều đó đồng nghĩa việc là nhiều người cùng chơi chúng ta đồng ý với anh. Đồng ý ý kiến. Và... Nhưng câu trả lời chính xác từ chương trình chúng ta phải cùng chờ xem. C là câu trả lời đúng. Vâng, và theo như lý thuyết tính toán đấy, đúng không ạ? Thì một đôi chuột sau 3 năm nếu không bị hạn chế thì sẽ sản sinh ra một đàn chuột khoảng 20 triệu con. Yeah. Quá khủng quá khiếp lớn. Đúng không ạ? Vâng, quá khủng khiếp và rất là kinh ngạc. Và một câu hỏi này không dễ một chút nào cả. Yeah. Nhưng anh bình tĩnh thì vượt qua nó. Với rất nhiều người chơi vô tay thì hy vọng là họ cũng sẽ thành công. Nhưng chắc chắn rồi sẽ có không ít người thất bại ở câu hỏi này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đã có những người trả lời sai. Chắc chắn rồi anh có 500 ngàn đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của đấu trường 100. Mức thưởng có lẽ sẽ không dừng lại ở đó. 1 triệu đồng dành cho anh. Anh có 2 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của đấu trường 100. Anh có 3 triệu đồng. 5 triệu đồng là mức thưởng dành cho người chơi chính của chúng ta. Bảy người trả lời sai và chỉ có 40 người trả lời đúng mà thôi. Anh có 10 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của đấu trường 100. Bây giờ chúng ta bắt đầu áp dụng mức chia tiền thưởng sau khi người chơi chính đã vượt qua được hơn 50 người chơi, cụ thể là 60 người chơi. Anh có thể nhận 10 triệu hoặc không, với 3 quyền trợ giúp trong tay và niềm tin của những người cùng chơi, anh sẽ nói với chúng tôi suy nghĩ tôi của mình. Xin đấu tiếp. Vâng. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 40 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Loại tinh dầu nào dưới đây được chiết xuất từ quả? Tinh dầu quế, tinh dầu hồi hay tinh dầu thông? Những người cùng chơi, xin mời trả lời câu hỏi. Một câu hỏi có lẽ là không quá khó khăn nếu chúng ta có thời gian, đúng không? Dạ. Nhưng nếu không có thời gian rất dễ gây nhầm lẫn. Nhưng mà dù sao thì 4 người cùng chơi chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn. Và lựa chọn của anh? Theo cái này thì phỏng đoán. Nhưng mà bây giờ là thời điểm đã chia tiền thưởng. Hiện nay tôi đang có 3 quyền khởi. Vâng ạ, chính xác là như vậy. 3 quyền trợ giúp. Nhưng câu này tôi sẽ để dành 3 quyền trợ giúp đó cho các câu hỏi tiếp theo. Và rất còn câu này thì tôi tự quyết định. Tôi đang phân vân giữa đáp án A và đáp án B. Nhưng theo quyết định của tôi thì tôi chọn phương án B. Người chơi chính chúng ta, anh Lê Văn Việt, phải nói là người chơi thông minh đây, đúng không ạ? Anh có những sự lựa chọn của riêng mình và có những suy đoán để
nói với những người cùng chơi chúng ta để giúp cho anh có thể có một suy luận nhất định. Và với suy luận nhất định của anh lựa chọn phương án B, tinh dầu hồi là câu trả lời. Và đáp án chính xác từ chương trình, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Phương án B là câu trả lời đúng. Chúc mừng anh. Anh có biết không, tinh dầu quế thì được chiết xuất từ vỏ quế. Vỏ quế. Dạ. Đúng ạ. Tinh dầu thông thì được chiết xuất từ lá thông và cành. Dạ. Vâng. Còn tinh dầu hồi thì người ta chiết xuất từ quả hồi. Dạ. Vâng. Nếu chúng ta biết điều đó và có thời gian như chúng ta nói với nhau đúng không ạ? Thì hoàn toàn anh có thể để dành được 3 quyền trợ giúp rất hiệu quả từ chương trình. Anh đã dễ dàng vượt qua được câu hỏi này, nhưng không biết là với những người cùng chơi chúng ta, 40 người cùng chơi, họ có cảm thấy dễ dàng như vậy hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đã có nhiều người nhầm lẫn. Mức thưởng dành cho người chơi chính chúng ta là 15 triệu đồng. Và có thể sẽ không dừng lại ở đó. Anh có 20 triệu đồng tiền thưởng cho ban tổ chức của đấu trường 100. Tiếp tục có những người trả lời sai. Có lẽ là có rất nhiều người lầm lẫn đúng không ạ? Tới cái việc là người ta chiết xuất từ tinh dầu thông một quả đúng không? Dạ. 28 người đã trả lời sai, chỉ có 12 người trả lời đúng. Và anh có 20 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của đấu trường 100. Có lẽ là chưa bao giờ thì người chơi chính chúng ta, anh Lê Văn Việt lại gần đến chiến thắng như thế này, đúng không ạ? Dạ. Nếu anh đồng ý thi đấu tiếp, loại bỏ được 2 người cùng chơi, mức thưởng được nâng lên là 40 triệu đồng. Chúng tôi nghĩ rằng là anh sẽ không dừng lại ở đây, bởi vì với những lợi thế nhất định trong tay thì anh hoàn toàn có thể có được 80 triệu đồng tiền thưởng từ đấu trường 100. Anh suy nghĩ sao ạ? Dừng lại hay đấu tiếp? Không. Sao các bạn nhỉ? Còn 12 người phải không ạ? Bình quân là 4 người. 4, 3, 12. Tức là sẽ có 3 phương án. Lên đây thì mục đích của tôi chơi vui cũng là chính. Và đồng thời đến ở tại thời điểm này á, mặc dù số 20 triệu thì cũng lớn đối với tôi, nhưng mà mới được qua được 4 câu hỏi. Và đồng thời tôi cũng muốn đi tiếp để xem cái kiến thức của mình đến đâu. Và tôi xin đấu tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 12 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Trên quốc kỳ và quốc huy nước nào có hình ảnh cây xương rồng? A. Venezuela, B. Argentina hay C. Mexico? Những người cùng chơi xin mời trả lời câu hỏi. Câu này thì đúng thật sự là khó. Khó ở chỗ là không phải là mình không biết, nhưng có cái là mình nó rất là rộng, mình không để ý tới. Không để ý tới. Dạ. Chắc tôi xin sử dụng một quyền trợ giúp. Vâng. Đó là gì vậy? Khảo sát người chơi. Khảo sát người chơi. Vâng. Và phương án mà anh muốn khảo sát. Phương án A. Phương án A, Venezuela. 1 đất nước Nam Mỹ, Venezuela đã có quan hệ hết sức thân thiết với Việt Nam của chúng ta. Dạ. Đúng không ạ? Vâng.
chúng ta sẽ cho người chơi chính chúng ta, anh Lê Văn Việt biết là có bao nhiêu người lựa chọn phương án A là câu trả lời ở câu hỏi này. Chỉ có duy nhất người chơi vị trí số 9 lựa chọn phương án A là câu trả lời. Cực kỳ khó khăn. Vâng. Tôi có được quyền sử dụng tiếp quyền anh hoàn toàn có thể sử dụng những quyền tiếp theo trong chương trình nếu như anh chưa tin tưởng sau khi đã sử dụng quyền khảo sát. Tôi xin phép được quyền trợ giúp hỏi người chơi. Hỏi người chơi? Dạ. Ở thời điểm này. Như vậy là chúng ta sẽ lựa chọn ra hai người chơi bất kỳ trong số 12 người cùng chơi của chúng ta. Dạ. Một người có câu trả lời đúng, một người có câu trả lời sai. Hỏi họ vì sao họ lựa chọn như vậy, đúng không ạ? Dạ. Và cuối cùng, người chơi chính chúng ta, anh Lê Văn Việt sẽ đưa ra quyết định của mình. Đó là người chơi ở vị trí số 9 và người chơi ở vị trí số 40. Xin chào người chơi vị trí số 9, rất vui được chào đón bạn đến với Đấu Trường 100, bạn thể giới thiệu về mình được không ạ? Xin chào anh Thái Tuấn cùng 100 bạn cùng chơi và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Đấu Trường 100. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Đức Sự, hiện đang công tác tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được chào đón bạn đến với Đấu Trường 100. Cho chúng tôi hỏi một thông tin nho nhỏ trước khi bạn nói sự lựa chọn của mình nhé. Bạn là fan hâm mộ của Manchester City. Dạ, em là fan hâm mộ của Manchester City và hiện đang là admin của diễn đàn Manchester City Việt Nam. Rồi, thế nên bạn mặc cả chiếc áo ETH đến đây đúng không ạ? Và, và ở Manchester City thì có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng là người Nam Mỹ. Đúng bạn? Và Carlos Tevez, Aguero và bây giờ thì với cái sự hiểu biết về những quốc gia gần gần như thế và sự lựa chọn của bạn ở phương án này. Phương án em chọn giống như là người chơi đặt khảo sát, đó là phương án Venezuela. Tuy nhiên hiểu về bóng đá thì em có hiểu về các cầu thủ nhưng mà không thấy các cái quốc kỳ á thì thật sự rất là khó để lựa chọn trong câu này. Cả ba đáp án đều ở Nam Mỹ nhưng mà trong linh tính của em là A trong A nên em sẽ chọn câu trả lời. Cảm ơn bạn, như vậy bạn lựa chọn theo linh tính. Và em cũng xin người chơi là hãy bình tĩnh. Tại vì cái này là em chỉ linh vâng, tính thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn tin được bao nhiêu phần trăm ạ? 60% ạ. Cảm ơn bạn. Xin chào người chơi vị trí số 40. Xin chào anh Thái Tuấn. Chào người chơi chính và 110 bạn cùng chơi. Tôi tên là Nguyễn Dương Khang, đến từ là một sinh viên của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bạn Khang đã đến đây. Đến với Đấu Trường 100, lựa chọn của bạn Khang ở câu hỏi này là gì ạ? Đáp án của tôi ở câu hỏi này là đáp án C, Mexico. Vâng, lý do vì sao bạn lại lựa chọn như vậy? Tôi đã đọc qua cái thông tin về câu hỏi này rồi. Vâng, đọc qua ở đâu ạ? Trên mạng ạ. Và tôi biết là quốc kỳ và quốc huy của Mexico sẽ có hình cây xương rồng. Vâng, đó là thông tin người chơi vị trí số 40. Cảm ơn bạn rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã nghe hai người chơi của chúng ta, người chơi vị trí số 9 lựa chọn phương án A, Venezuela, người chơi ở vị trí số 40 lựa chọn phương án C. Điều đó đồng nghĩa với việc phương án B, Argentina, không phải là câu trả lời đúng. Và anh sẽ là người đưa ra lựa chọn giữa hai phương án A hoặc C và lựa chọn của anh. Theo tôi thì tôi được khảo sát là đáp án A, nhưng mà cái khảo sát ban đầu của tôi như vậy thì số người tham gia là rất ít, cho nên tôi dùng quyền thứ hai. Sau đó thì được sự trợ giúp của các bạn ở vị trí số 40 và tôi xem xét lại thì tôi quyết định chọn phương án C là đáp án trả lời của tôi. Người chơi chính chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn và chúng ta sẽ chờ đợi đáp án chính xác từ chương trình. Hoặc là người chơi chính chúng ta sẽ đi tiếp, hoặc niềm vui rất lớn 20 triệu đồng sẽ dành cho người chơi ở vị trí số 9. Chúng ta sẽ chờ đợi đáp án chính xác từ chương trình là C. Chúc mừng anh. Vâng, chúc mừng người chơi ở vị trí số 40. Cảm ơn bạn rất nhiều bởi bạn rất thật thà. Ở thời điểm này có rất nhiều người không làm như bạn. Vâng, anh biết đấy, đất nước Mexico thì có tới 250 loài xương rồng khác nhau. Vâng. Và người dân ở đây thì luôn luôn gắn bó và yêu thích đối với lại cái loại cây này.
và rất nhiều loại xương rồng lại có thể dùng để ăn được. Và chính vì thế mà trên quốc kỳ và quốc huy của Mexico thì có hình ảnh của cây xương rồng. Rất vui được gửi anh thông tin đó. Và thông tin quan trọng nhất mà bây giờ anh muốn biết đó là sẽ có bao nhiêu người trả lời sai ở câu hỏi này. Trả lời sai câu hỏi này thôi, đó là người chơi vị trí số 9. Còn lại 11 người cùng chơi trả lời đúng. Xin chúc mừng 11 người cùng chơi. Anh vẫn giữ nguyên mức tiền thưởng là 20 triệu đồng từ ban tổ chức của đấu trường 100. Phải nói là những người cùng chơi thi đấu rất xuất sắc. Bây giờ thì anh chỉ cần đi tiếp, loại bỏ được một người chơi nữa thôi thì mức thưởng được nâng lên gấp đôi, 40 triệu đồng. Anh còn một quyền trợ giúp nữa từ chương trình. Theo các bạn thì sao ạ? Tôi xin phép đấu tiếp. Phải nói là anh là một người chơi rất tuyệt vời trong đấu trường 100. Không chỉ là quý vị khán giả cảm ơn anh mà 11 người cùng chơi cũng đặc biệt cảm ơn anh. Anh đã giúp họ có cơ hội để có thể chia số tiền thưởng rất lớn mà anh có được. Vâng, và chúng ta sẽ thư giãn một chút bởi vì cuộc đấu chúng ta sẽ được dành cho chương trình kỳ tới. Bởi vì bây giờ thời lượng dành cho đấu trường 100 đã sắp kết thúc rồi ạ. Trước khi nói lời chia tay anh và 11 người cùng chơi thì chúng tôi muốn chúc anh có một khoảng thời gian làm việc thư giãn và chúng ta có thể có lời khuyên hết sức bổ ích để chúng ta bước vào cuộc đấu tới hết sức căng thẳng và có một kết quả thật tốt. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn anh. Chương trình. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại. Chúng tôi cũng nói lời cảm ơn tất cả quý vị khán giả xem truyền hình đã cùng chúng tôi đi suốt chặng đường trong đấu trường 100. Hy vọng là trong chương trình kỳ tới thì chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau, người chơi chính chúng ta và 11 người cùng chơi, để cùng nhau có một không khí tuyệt vời nữa. Hãy truy cập website www.songvangproduction.com.vn để quan trọng nhất là có bản đăng ký để được trải nghiệm những gì mà người chơi chính và những người cùng chơi đã cùng trải qua trong chương trình đấu trường 100. Xin kính chào và tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.